Huyền thoại Chiến thần tập 64. Cô là ai? Đây là đâu chứ? Cô chỉ biết một điều duy nhất, đó là Giang Sách thắng rồi, còn Dương Quang thì thất bại. Vậy là đủ rồi. Đinh Mộc Nguyên càng ôm chặt cánh tay của Giang Sách, trong lòng thầm vui như nở hoa, không ngờ chồng mình còn lợi hại hơn cả cậu ấm Dương Quang. Cô rất vui mừng khi có thể được gả cho một người đàn ông như Giang Sách. Giang Sách cất ngọc bội đi, rồi đưa thẻ thanh toán 5.000 bạc để lấy xe. Quản lý giải quyết mọi thủ tục một cách thỏa đáng, hơn nữa còn tặng phụ kiện cho xe, chẳng hề buông thả một chút nào. Thậm chí còn lo lắng Giang Sách không hài lòng mà giúp Giang Sách liệt kê ra hết những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể tới tìm anh ta. Quả thực còn săn sóc hơn cả cha mẹ già. Hai người lấy được xe, Giang Sách đưa chìa khóa cho Đinh Mộc Nguyên. Em kiểm tra xe mới thì xem. Đinh Mộc Nguyên còn hơi thẫn thờ nhìn chìa khóa xe Ferrari. Anh bỏ ra 5.000 vạn để mua một chiếc xe sao? Liệu có phải là quá xa xỉ hay không? Đồng thời cô cũng nghi ngờ, Giang Sách lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Giang Sách, hả? Anh mau nói thật cho em biết, anh lấy tiền ở đâu ra? Còn nữa, tại sao thái độ trước sau của quản lý đó lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Giang Sách mỉm cười lấy miếng ngọc bội ra, tất cả đều là vì nó. Ngọc bội sao? Đúng vậy. Chẳng phải mấy ngày nay anh đang học y thuật hay sao? Đúng lúc có một lần trên đường tan làm về, đã cứu được một lãnh đạo cấp cao của Ferrari. Ông ta đã tặng cho anh một miếng ngọc bội tượng trưng cho khách VIP cấp cao này. Đinh Mộc Nguyên gật đầu nói, thảo nào mà thái độ của quản lý kia đối với anh lại thay đổi nhanh như vậy. Vậy 5.000 vạn anh lấy ở đâu ra? Thì cũng là lãnh đạo cấp cao đó cho anh. Anh cứu mạng ông ta nên ông ta cho anh tiền. Anh còn không biết nên dùng số tiền lớn như vậy vào việc gì nên dứt khoát mua một chiếc xe mới cho em. Chuyện này... Đinh Mộc Nguyên khóc không ra nước mắt. Giang Sách cũng quá vung tay rồi đó. Không dễ gì mới được chó ngáp phải ruồi, nhận được tạ lễ 5.000 vạn, thế mà anh lại vung tay mua một chiếc xe. Ha, quả thực bàn về độ tiêu tiền thì không có ai vượt qua được Giang Sách. Hay thôi vậy, 5.000 vạn có thể làm được rất nhiều chuyện. Chúng ta trả lại xe đi. Sau đó Giang Sách xoay Đinh Mộc Nguyên đối mặt với chiếc Ferrari. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, sau khi dùng hết thì tiền kiếm lại được. Bây giờ còn sống mới là quan trọng nhất. Em tới kiểm tra thử xem xe có gì dễ lái hay không. Đinh Mộc Nguyên bất lực cười khổ rồi tiện thể ngồi lên xe. Tay Đinh Mộc Nguyên vừa chạm vào vô lăng, trong lòng đã hiện lên hai chữ: soải khoái. Cảm giác lái xe mới chạy trên đường thực sự sảng khoái đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Không thể không nói, món đồ đắt trên thế giới này đều có nguyên lý đắt tiền của nó. Xe 5.000 vạn sẽ tốt hơn xe 50 vạn. Mới đầu trong lòng Đinh Mộc Nguyên còn cảm thấy rất khó chịu, tốn nhiều tiền mua xe như vậy chẳng phải là đang phung phí sao? Nhưng sau khi lái xe rồi, cô mới ý thức được niềm hạnh phúc mà Ferrari 5.000 vạn mang tới thật khó mà tưởng tượng nổi. Một khi cô đã lái xe rồi thì chẳng muốn dừng lại, hơn nữa còn ước gì cả đời sống ở trên xe. Giang Sách ngồi trên ghế tay lái phụ, nhìn dáng vẻ vui sướng của Đinh Mộc Nguyên, trong lòng anh cũng vui theo. Xem ra món quà này khiến Đinh Mộc Nguyên rất vui vẻ. Trong lúc đang chạy xe thì điện thoại Giang Sách bỗng đổ chuông, reng. Anh tiện tay lấy ra xem, là Trình Hải bên khoa học công nghệ Tấm Mộc gọi tới. Chú Trình sao? Giang Sách sửng sốt một lát, đã rất lâu rồi anh không tới khoa học công nghệ Tấm Mộc. Về cơ bản toàn bộ công việc ở đó đều giao cho Trình Hải quản lý. Bây giờ ông ấy gọi tới là vì công việc công ty đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cuộc gọi được kết nối. Alo, chú Trình, chú tìm tôi có chuyện gì hay không? Cậu cả, không ổn rồi, cậu mau tới ven bờ Tây Giang một chuyến đi, xảy ra chuyện rồi. Ven bờ Tây Giang là nơi cực kỳ nhạy cảm, bởi vì ngôi mộ của Giang Mạch đang nằm ở đó. Nơi đó cũng được giao cho nhà họ Đinh tiến hành phá dỡ cải tạo, theo lý mà nói thì không nên xảy ra sự cố gì mới đúng. Chuyện liên quan đến ngôi mộ của em trai Giang Mạch, dù là người luôn bình tĩnh như Giang Sách cũng bắt đầu hơi sợ hãi. Anh sợ là xảy ra chuyện không hay nào đó. Anh hỏi luôn vào đến vấn đề. Chú Trình, chú cứ nói thẳng đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hay là... Đầu dây bên kia im lặng đến nửa phút, rồi Trình Hải liên tục thở dài. Mỗi lần ông ấy định mở miệng nói ra thì mọi chuyện lại bị nuốt xuống. Nhưng càng làm vậy thì càng khiến người khác sợ hãi. Cuối cùng Trình Hải lấy can đảm nói ra: mộ của cậu hai bị... Trái tim của Giang Sách hoàn toàn thắt lại. Mộ của Giang Mạch làm sao? Mộ của cậu hai bị người ta đào lên rồi. Oanh! Trong đầu của Giang Sách như có ngàn vạn tia sét nổ vang.
em trai chết thảm như vậy, thậm chí sau khi chết còn bị người khác đào mộ. Đây đúng là thất bại của người làm anh trai như anh. Là ai? Là ai chứ? Là ai đã làm ra chuyện này? Giang Sắc siết chặt nắm đấm, không ngừng vang lên tiếng răng rắc, ánh mắt đỏ ngầu. Cả người anh bao trùm sát ý. Đinh Mộng Nghiên ở bên cạnh cũng cảm nhận được luồng sát ý nồng nặc, tâm trạng vui sướng nhất thời tan biến. Cả người ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói một câu. Tôi biết rồi, tôi sẽ qua đó ngay. Anh cúp máy. Gia Sắc cất điện thoại vào túi rồi cố gắng kìm nén lửa giận. Em lái xe đến ven bờ Tây Giang một chuyến. Dù ngay giọng điệu anh có vẻ bình thản, nhưng dưới sự bình thản đó là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, lúc nào cũng có thể nổ tung. Đinh Mộng Nghiên không dám hỏi gì nhiều. Đây là lần đầu tiên Gia Sắc trở nên một cách đáng sợ. Nhưng bây giờ cô mới ý thức được bản chất người đàn ông của mình vẫn là một quân nhân, là một người đàn ông liếm máu trên lưỡi dao. 35 phút sau, xe đã ngừng lại. Gia Sắc mở cửa bước xuống xe ngay. Anh đi về phía phần mộ, Đinh Mộng Nghiên cũng vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau đi tới phần mộ. Trần Hải đã sớm canh chừng ở bên cạnh. Vừa đi tới gần ngôi mộ, cảnh tượng trước mắt khiến người khác nhìn mà phát hoảng. Chỉ thấy bia mộ bị người khác đập vỡ thành mảnh vụn, toàn bộ mộ phần đã bị đào lên, hộp tro cốt ở bên trong cũng biến mất dạng. Hiện trường là một mớ hỗn độn. Gia Sắc càng siết chặt nắm đấm. Bây giờ Đinh Mộng Nghiên mới hiểu rõ tại sao Gia Sắc lại tức giận như vậy. Em trai anh đã chết rồi mà còn bị sỉ nhục như thế này. Chắc chắn đây là chuyện mà Gia Sắc khó thể chấp nhận. Trình Hải nói ra, sáng nay tôi nhận được điện thoại từ một số lạ. Người đó bảo tôi tới phần mộ cúng bái. Tôi còn không biết tại sao. Đến khi tôi tới rồi mới vỡ lẽ hàm ý của đối phương. Đối phương còn nói gì nữa không? Trình Hải lắc đầu, hết rồi. Người đó có đòi tiền không? Không đòi. Không phải vì tiền sao? Vậy thì là trả thù rồi. Người có thù với Gian Sắc, hơn nữa còn biết phần mộ của Gian Mạch nằm ở đâu thì chẳng có bao nhiêu. Chỉ cần ngẫm nghĩ một tí là biết là ai. Chỉ có bốn chữ: Doanh nghiệp Thiên Đỉnh. Đúng lúc này Gian Sắc nhìn thấy trong ngôi mộ bị đào lên như có một lá thư bị đè một dưới hòn đá. Hả? Anh nhún người nhảy xuống nhặt lá thư lên, sau đó mở ra, bên trong viết một hàng chữ: Còn muốn lấy lại hộp tro cốt không? 9 giờ sáng mai hẹn gặp ở đại sảnh khách sạn quốc tế Lộc Hải. Mặc dù đối phương không nói rõ thân phận, nhưng khách sạn quốc tế Lộc Hải là tài sản của doanh nghiệp Thiên Đỉnh, như vậy là đã đủ chứng minh vấn đề. Gia Sắc nhảy ra khỏi ngôi mộ rồi từ tốn rời đi. Sắc, Sắc, anh định đi đâu? Đinh Mộng Nguyên vừa sốt sắng vừa sợ hãi chạy theo hỏi. Anh đi làm một chút chuyện. Nhìn bóng lưng rời đi của Gia Sắc, trong lòng Đinh Mộng Nghiên bỗng dâng lên một nỗi bất an nồng đậm. Bây giờ Gia Sắc đang bị cơn giận chiếm giữ đầu óc, e rằng anh sẽ đưa ra một hành động không được lý trí. Vì thế cô vội vàng hét lớn, Sắc, anh bình tĩnh một chút đi, chúng ta sẽ đi báo cảnh sát. Gia Sắc không đáp lại mà một mình bước đi ngày càng xa. Dám đào mộ của Giang Mạch, hơn nữa còn dùng hộp tro cốt để làm mồi nhử để dụ Gia Sắc tới cửa. Gia Sắc sẽ cho đối phương biết thế nào là tự chuốc lấy tai họa. Trình Hải than thở, cô đừng gọi nữa. Một khi cậu cả đã quyết định chuyện gì thì người khác không thay đổi được đâu. Huống chi chuyện lần này rất quan trọng, chắc chắn cậu cả sẽ dốc hết sức đòi lại công bằng cho cậu hai. Nhưng rõ ràng đây là một cạm bẫy. Đinh Mộng Nghiên lo lắng nói. Quả thực đây là một cạm bẫy. Cậu cả không phải kẻ ngốc nên chúng ta hãy tin tưởng cậu ấy. Dù sao thì bây giờ cũng chẳng thể thay đổi tuyệt đối được gì. Không bằng lựa chọn tin tưởng Gian Sắc. Trước mắt đây là chuyện duy nhất mà Trình Hải và Đinh Mộng Nghiên có thể làm. Trong văn phòng tổng phụ trách khu vực Giang Nam, Gia Sắc ngồi trên ghế làm việc, tay nắm chặt lá thư. Mộc Dương Nhất đang đứng ở bên dưới. Anh ta đi theo Gia Sắc nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Mộc Dương Nhất cảm thấy anh ấy giận dữ như vậy. Thậm chí còn căm phẫn hơn lúc anh em chết trên chiến trường. Là ai? Là ai đã dám chọc giận anh nổi trận lôi đình chứ? Gia Sắc im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Mộc Dương Nhất, em hãy điều động Thần La Thiên Chính và 4 người có 12 cung hoàng đạo sáng mai đi hành động cùng anh. Đồng thời huy động Thần La Thiên Chính và 12 cung hoàng đạo là kẻ địch nào mà cần phải huy động sức mạnh lớn đến thế? Hơn nữa, vừa hành động đã gọi ngay 4 người có 12 cung hoàng đạo. Cho dù là chiến trường ở Tây Cảnh cũng rất ít khi ra tay với quy mô lớn như thế. Xem ra lần này Gian Sắc thật sự đã tức giận đến cực điểm. Mộc Dương Nhất gật đầu đáp, em hiểu rồi, em sẽ đi làm ngay. Lùi xuống đi. Mộc Dương Nhất xoay người nhanh chóng rời khỏi văn phòng rồi truyền đạt mệnh lệnh của Gian Sắc xuống dưới, hơn nữa còn đích thân đi chọn 4 người
trong 12 cung hoàng đạo phù hợp với lệnh xuất chuyển này. Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Giang Sắc. Anh nhíu mày nhìn lá thư, rồi cảm thấy hình như lần này doanh nghiệp Thiên Đỉnh hành động khác hẳn so với lần trước. Anh không nói ra được điểm khác nhưng vẫn đê tiện bị ổi như trước. Tuy nhiên hình như đằng sau chuyện này còn ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ hơn. Bây giờ Giang Sắc chỉ cảm thấy toàn thân mình như đang chìm trong bầu trời đêm kìm kịp. Trong đống tối, ngoài đàn sói đang nghe nanh muốn bút ra thì vẫn còn có một mũi tên đang nhắm vào anh. Nhắm mắt đã một ngày trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, từng chiếc linh con màu đen thẫm dừng trước cửa khách sạn quốc tế Lộc Hải. Hơn 100 người mặc đàn ông mặc vest đen bước xuống xe, ai cũng cắt đầu đinh, trên người mỗi một người đều tỏa ra sát khí nồng nặc. Dẫn đầu là bốn người, lần lượt là Kim Ngưu, Thiên Bình, Nhân Mã và Cự Giải thuộc 12 cung hoàng đạo. Đám người tách ra, Gia Sắc từ tốn đi ra ngoài rồi ngẩng đầu lên nhìn tên khách sạn, sau đó dẫn người đi vào bên trong. Một đám người cai nghiện đang đi vào đại sảnh khách sạn. Ngược lại trong khách sạn chẳng có một bóng người. Như thể đại sảnh khách sạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, không có một bóng người nào để chào đón sự xuất hiện của đám người Giang Sắc. Rõ ràng đây là một âm mưu đã được tính toán sẵn. Nói cách khác, đây là một dương mưu. Ai cũng siết chặt nắm đấm, chuẩn bị đón tiếp một trận chiến tàn khốc. Bọn họ đều tin chắc rằng đối phương đã sớm dự đoán tính nghiêm trọng trong chuyện này, nên đã chuẩn bị rất nhiều người mai phục tại đây. Ai dè lại là một cô gái trông có vẻ cực kỳ nhát gan, cầm một lá thư chạy ra ngoài, run rẩy chạy tới trước mặt Giang Sắc. Cả người cô ta run rẩy đưa lá thư cho anh. Anh hả? Mọi người đều sửng sốt. Lá thư đầu tiên của đối phương bảo Giang Sắc đi tới đây, chẳng lẽ không phải là mai phục sẵn người ở đây rồi đợi Giang Sắc tự chui vào lưới hay sao? Sao còn đưa lá thư thứ hai làm gì chứ? Bây giờ Giang Sắc mới khẳng định suy nghĩ trong lòng, kẻ địch lần này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với người mà anh gặp lúc trước. Doanh nghiệp Thiên Đỉnh còn có người tài giỏi khác sao? Anh vươn tay nhận lấy lá thư, sau khi mở ra, bên trên vẫn viết một hàng chữ: một mình đi ra sau khách sạn, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe cho anh rồi. Xem ra đối phương đã sớm tiến hành điều tra Giang Sắc, biết dưới trướng Giang Sắc nắm giữ rất nhiều người tài giỏi. Nếu tấn công trực diện, e rằng sẽ khó mà giành được chiến thắng, nên mới bảo một mình Giang Sắc rời đi. Giang Sắc mà sợ đám bọn họ sao? Nực cười, anh ném lá thư đi, rồi bảo mọi người đứng đây chờ mệnh lệnh. Sau đó một mình đi ra cửa sau khách sạn, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu trắng chẳng hề bắt mắt đang đậu ở cửa. Anh mở cửa ra, rồi ngồi lên xe rời đi. Đúng lúc này, trong một căn phòng nhỏ ở một nơi thần bí, Tôn Vĩnh Trinh, Tây Môn Tuấn đang ngồi trên sofa nhìn Tôn Tại Ngôn bố trí mọi chuyện. Dựa theo suy nghĩ của họ, hôm nay phải tiến hành mai phục ở khách sạn, hốt hết mẻ lưới Giang Sắc và người mà anh dẫn tới. Nhưng không hiểu tại sao Tôn Tại Ngôn còn muốn hành động thêm là dẫn Giang Sắc rời đi. Chú em, tôi hơi khó hiểu, chú đang làm gì thế? Tôn Tại Ngôn cười khẩy, tất nhiên là một tên óc heo như anh sẽ không hiểu nổi. Tôn Minh Trinh suýt chút nữa nổi điên, cũng may được Tây Môn Tuấn giữ lại. Tôn Đại Ngôn nói tiếp: anh hãy mở to đôi mắt chó của anh, nhìn cho rõ đám người mà Giang Sắc dẫn tới đi. Ai nấy cũng tràn đầy sát khí, ánh mắt tràn ngập vẻ chiến đấu, không hề có một tên nào là gà mờ. Với cái đám vô tích sự đó của anh, cho dù nhân số gấp 2-3 lần cũng không đánh lại người ta. Hơn nữa vì ngôi mộ của em trai bị người khác đào lên, nên trong lòng Giang Sắc đã tích tụ một bụng lửa giận. Bây giờ đang là lúc lửa giận bùng cháy nhất. Nếu lúc này giao chiến chính diện với anh ta, thì anh sẽ bị lửa giận của anh ta nuốt chửng, không còn mảnh xương nào thôi. Anh có biết thế nào là tránh mũi nhọn hay không? Điều tôi muốn chính là Giang Sắc nổi giận đùng đùng đi tới, nhưng lại vồ hụt một bụng lửa giận như lại đụng phải một chậu nước lạnh. Tôn Tại Ngôn tính toán cực kỳ thâm sâu. Có anh ta đứng phía sau điều khiển thì Giang Sắc gặp nguy hiểm rồi. Bên này, chiếc xe mà Giang Sắc đang ngồi nhanh chóng ngừng lại. Tài xế thả Giang Sắc ở đầu một con hẻm cổ xưa. Đầu con hẻm có hai đứa trẻ, trông chỉ mới 7-8 tuổi, tiến hành kiểm tra khắp người Giang Sắc, tịch thu toàn bộ vật dụng như điện thoại của anh, không cho anh mang vào bên trong. Sau khi kiểm tra xong xuôi, Giang Sắc đi vào con hẻm. Dọc đường anh đi theo chỉ thị, cuối cùng đi tới trước một căn nhà nhỏ. Có lẽ đây là nơi mà kẻ địch ẩn thân, đúng không? Chọn một nơi như thế này để gặp mặt, chỉ cần kẻ địch mai phục sẵn sàng, thì có thể dễ dàng giải quyết triệt để người bình thường, đồng thời sẽ không một ai, bất kỳ ai hoài nghi. Nhưng liệu Giang Sắc có dễ dàng bị giải quyết triệt để như thế hay không? Anh hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa đi vào.
Anh vốn tưởng rằng sẽ có dao bầu, côn sắt đập tới. Nếu không thì trong nhà cũng có mười mấy tên cao to lực lưỡng. Ai dè, trong nhà chỉ có một bà lão hơn 70 tuổi đang đan áo len. Gia Sắc nhíu mày, bọn họ đang làm gì đây? Vồ hụt hai lần liên tiếp khiến anh rất khó chịu, trong lòng vừa lo lắng vừa tức như muốn phát nổ. Bà lão ngừng hành động trong tay, rồi chỉ vào một cánh cửa nhỏ ở bên cạnh, từ tốn nói, cậu hãy đi ra cửa sau, sẽ có người đón cậu. Nhà sắt dứt khoát mở cửa đi ra ngoài, một chiếc xe ba gác chạy bằng điện đang đậu ở cửa. Đối phương sắp xếp rất thú vị. Nhà sắt kiềm chế tâm trạng nóng nảy, leo lên xe ba gác rời khỏi đây. Lúc này trong căn phòng nhỏ tối tăm, Tôi Vĩnh Trinh vò đầu bứt tóc. Chú em, chú lại làm gì thế? Một nơi mai phục tốt như vậy, chú xếp thẳng mấy người giết chết anh ta chẳng phải là tốt hơn sao? Còn bày thêm trò như vậy chẳng là thấy phiền phức hay sao? Tôn Đại Ngôn lườm hắn ta. Cái đầu heo của anh chỉ biết mai phục, mai phục. Tôi đã điều tra thực lực của Giang Sắc rồi, anh ta không dễ giải quyết triệt để như vậy. Hơn nữa thuộc hạ của anh ta có thể dựa theo đơn định vị trong điện thoại tìm đến đầu con hẻm, rồi dễ dàng tập hợp lại diệt gọn đám người mai phục. Tôn Đại Ngôn tiếp tục nhìn về phía màn hình rồi cười khẩy. Với lại có một câu nói, đánh một tiếng trống làm tăng dũng khí, đánh tiếng thứ hai tinh thần suy giảm, đánh tiếng thứ ba dũng khí hao tàn. Lần đầu tiên Giang Sắc tới khách sạn với khí thế hùng hổ, nhưng lại vồ hụt bị tạt một gáo nước lạnh. Lần thứ hai là một mình đi tới căn nhà nhỏ, trong lòng dâng lên dục vọng chiến đấu nhưng lại bị vồ hụt lần nữa. Dục vọng chiến đấu của con người có hạn, vồ hụt mấy lần liên tiếp sẽ không ngừng tăng lên lửa giận, khiến anh ta mất bình tĩnh và phán đoán. Bây giờ trong lòng Giang Sắc chỉ còn vẻ nôn nóng. Đánh tiếng thứ hai tinh thần suy giảm, đánh tiếng thứ ba dũng khí hao tàn. Vồ hụt hai ba lần liên tiếp đã hao mòn Giang Sắc, cộng thêm toàn bộ thiết bị định vị trên người anh ta đã bị tịch thu. Bây giờ anh ta đã là cá trong chậu, có thể giết chết bất cứ lúc nào. Tôn Vĩnh Trinh không còn cảm giác gì nữa, luôn cảm thấy hình như Tôn Đại Ngôn đang nói hưu nói vượt. Nhưng Tề Mộ Tuấn ở bên cạnh lại nghe đến mức lạnh toát sống lưng. Nếu đổi thành anh ta điều khiển bố cục thì cùng lắm sẽ ra tay ở lần thứ hai. Anh ta có thể tưởng tượng được kết quả, chắc chắn sẽ bị Giang Sắc giết ngược lại lần nữa. Đây cũng là nguyên do mà Tề Mộ Tuấn luôn thua Giang Sắc. Hãy nhìn Tôn Tại Ngôn mà xôi mà xem, rõ ràng đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối nhưng vẫn có thể bình tĩnh phán đoán, giải quyết hết chỗ trở mình từ cơ thể đến tâm lý của đối phương rồi mới tiến hành chèn ép đối phương. E rằng bây giờ Giang Sắc đã sốt sắng như kiến bò trên chảo nóng, đầu óc đã sớm không còn tỉnh táo nữa rồi. Đúng như những gì Tôn Tại Ngôn đã nói, có thể giết chết Giang Sắc bất cứ lúc nào. Trong lòng Tây Môn Tuấn thầm bội phục, bàn về mưu kế tâm cơ, quả thực Tôn Đại Ngôn cực kỳ lợi hại. Tinh! Đèn đỏ trên màn hình bỗng phát sáng, rồi cánh cửa sắt từ từ mở ra. Tôn Đại Ngôn cũng không quay đầu lại, nói ra, con mồi đã cắn câu, Tây Môn, anh có thể đi thu lưới được rồi. Cửa sắt kho nhà xưởng mở ra, một mình Giang Sắc đi vào nhà kho, có 7-8 người đàn ông cao to lực lưỡng, ngồi trên đống ống thép xếp chồng ở hai bên. Mỗi người đều cầm một con dao găm sắc bén. Đây đều là những cao thủ siêu cấp, trăm người chọn một là nhóm xuất sắc nhất, được tuyển chọn tỉ mỉ từ trong tất cả thuộc hạ của Tôn Vĩnh Trinh. Giang Sắc bước đi vào trong không gian rộng rãi ở chính giữa. Mấy người đàn ông lực lưỡng ở hai bên đều nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt sắc bén. Cảm giác đó giống như diều hâu đang nhìn chằm chằm vào con thỏ con. Nếu đổi thành một người bình thường, đừng nói là bước đi trong những ánh mắt này, cho dù là đứng im bất động cũng sớm sợ tới mức hai chân trở nên mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh có thể không sợ hãi trước những đôi mắt sắc bén này. Điều này chứng tỏ thực lực của Giang Sắc đã đạt tới một trình độ nhất định. Cuối nhà kho là một xe thang điện nâng người. Trong giỏ nâng của xe thang điện, một người đàn ông mặc vest mang giày da, đeo mắt kính cộng vàng đang đứng đó. Đó chính là Tây Môn Tuấn. Giang Sắc đã lâu không gặp. Giang Sắc chẳng hề có chút hứng thú trò chuyện với anh ta. Lúc cách khoảng cách 5 mét, anh bỗng ngừng bước. Tây Môn Tuấn búng tay, người điều khiển bấm nút, gió nâng được đẩy lên cao tầm 7-8 mét. Với khoảng cách cao như vậy, cho dù là Giang Sắc cũng không thể nào nhảy tới được. Tây Môn Tuấn lấy một chiếc hộp gỗ ở phía sau ra vỗ vỗ rồi nói, tôi nghĩ chắc chắn anh tới đây là vì cái này đúng không? Giang Sắc vừa liếc mắt đã nhận ra đây là hộp tro cốt. Hộp tro cốt của Giang Mạch. Trong mắt Giang Sắc tràn đầy căm phẫn và giận dữ,
anh đã bị lửa giận nuốt chửng. Hai tay anh siết thành nắm đấm, phát ra tiếng răng rắc. Tây Môn Tuấn cười khẩy: "Giang Sách, chuyện đã đến nước này rồi nên tôi cũng chẳng có gì mà không dám nói. Đúng vậy, em trai của anh đã bị doanh nghiệp Thiên Đỉnh chúng tôi hại chết. Tôi cũng nói cho anh biết, đó là ý kiến do Tây Môn Tuấn tôi đề ra. Nếu ban đầu anh ta chịu ngoan ngoãn bán cổ phần của Khoa Học Công Nghệ Tẩm Mộc cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không đưa ra hạ sách này. Ai bảo anh ta cứng đầu cứng cổ chứ, đáng đời. Tôi đã cắt đứt toàn bộ con đường giao thương cũng như chuỗi vốn hàng đầu của anh ta. 1,2 tỷ, anh ta nợ 1,2 tỷ trong một lần. Sau đó, ngày nào tôi cũng sai người đi đòi nợ, giục người bên cạnh lần lượt rời xa anh ta cho đến khi cuộc sống anh ta bị đảo lộn. Thậm chí chuyện anh ta được sống tiếp cũng là hy vọng xa vời. Anh ta đã tự sát là bị tôi dồn vào chỗ chết. Tây Môn Tuấn lạnh lùng nhìn Giang Sách: "Sao nào, chẳng phải là anh hận tôi đến chết sao? Tôi biết anh có rất nhiều cơ hội để giết tôi, nhưng anh không làm, mà anh muốn từ từ chơi đùa với tôi đến chết, để cho tôi biết mặc kệ tôi vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi nỗi đau đớn này. Nhưng tiếc rằng anh phải thoát khỏi cuộc chơi rồi. Tây Môn Tuấn tôi, doanh nghiệp Thiên Đỉnh của chúng tôi không thể chơi đùa với hạng người nhỏ bé như Giang Sách anh. Trước đây anh có cơ hội nhưng lại không chịu giết tôi, vậy thì hôm nay người chết sẽ là anh." Giang Sách ngẩng đầu lên nhìn Tây Môn Tuấn ở trên cao. Nghe anh ta nói ra sự thật về cái chết của Giang Mạch, nỗi hận trong lòng anh càng sâu đậm hơn. "Em trai, anh xin lỗi, anh xin lỗi." Cảm giác áy náy và bất lực sâu đậm lại chiếm trọn trái tim Giang Sách. Tây Môn Tuấn hít sâu một hơi rồi nói: "Năm đó anh không ngăn cản được cái chết của Giang Mạch, bây giờ anh cũng không thể giành lại tro cốt của Giang Mạch. Giang Sách, người làm anh trai như anh thật thất bại." Dứt lời anh ta liền mở nắp hộp tro cốt ra. "Giang Sách, anh hãy nhìn kỹ em trai của anh bị lột da lắp thịt như thế nào." Nói rồi anh ta lật cổ tay, hộp tro cốt rơi xuống, một nắm tro tàn lớn rơi xuống bay tứ tung khắp trời. Trong mắt Giang Sách đã hiện lên tơ máu, thậm chí nước mắt của anh bất giác tuôn rơi, vành mắt ươn ướt. Đàn ông không dễ rơi lệ là vì chưa chạm đến nỗi đau trong lòng. Không phải huyền thoại chiến thần là không biết khóc, mà là không được khóc. Hai mắt anh ngấn nước, nhất thời cảm thấy hổ thẹn, nhớ nhung và tự trách đối với em trai đã chiếm trọn trái tim anh. Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, cánh tay duỗi thẳng, nhất thời bùng phát sức mạnh ra bên ngoài. "Các cậu xử anh ta cho tôi." Sau tiếng gào giận dữ của Tây Môn Tuấn, 7-8 tên cao thủ siêu cấp cùng nhau lao lên, mỗi một con dao đều nhắm vào bộ phận quan trọng trên thân thể Giang Sách mà đâm tới. Cổ, tim, sau gáy, cột sống, chỉ cần bị đâm trúng vào bất kỳ chỗ nào cũng đều chết chắc trong một chiêu. Nguy hiểm ập tới. Trong tình huống như thế này, người bình thường khỏi phải cần nghĩ làm thế nào để mình sống sót. Điều duy nhất mà họ có thể nghĩ là làm thế nào để mình khỏi chết thảm như vậy. Nhưng Giang Sách không phải là một người tầm thường, mà anh là huyền thoại chiến thần. "À!" Giang Sách gầm lên một tiếng hung tợn, rồi lao vút ra phía sau một người đàn ông cao lớn như cơn gió táp, một tay túm chặt đầu hắn ta, sau đó anh siết chặt các ngón tay. Rắc! Người đàn ông cao lớn còn chưa kịp hét lên thì tay chân đã sụi lơ. Giang Sách đá dao găm dưới sàn ra ngoài lên, ném dao găm đâm thẳng vào ngực một người đàn ông lực lưỡng đang lao tới. Chỉ trong nháy mắt đã có hai người chết. Sáu tên đàn ông cao lớn còn lại liếc nhìn nhau, sau đó cùng xông lên. Bóng dáng của Giang Sách vô cùng quỷ mị, hành động nhanh nhẹn lại mạnh mẽ, chiêu thức thì càng độc ác, không hề sử dụng chiêu thức ngoại lệ, tất cả đều chết trong một chiêu, chỉ có hai từ: mạnh mẽ. Toàn bộ quá trình chiến đấu còn chưa tới 10 giây, cả 8 tên cao thủ siêu cấp, trăm người chọn một đều ngã xuống sàn, chẳng còn ai sống sót. Bọn họ thực sự đã chọc giận Giang Sách, chọc giận một người đàn ông không nên chọc giận. Điều đang chờ đợi bọn họ ngoài cái chết ra thì chẳng còn gì khác. Tây Môn Tuấn đứng trong giỏ nâng người, chứng kiến cảnh này tượng này thì nuốt nước bọt, sợ đến mức không thể đứng vững, cả người bủn rủn ngồi bệt xuống giỏ nâng. Cũng may bản thân đã dự kiến trước nên sớm được nâng lên cao, bằng không có lẽ bây giờ anh ta đã là một cổ thi thể. Tuy nhiên Giang Sách đã đứng bên dưới giỏ nâng, lúc này đang ngẩng lên nhìn Tây Môn Tuấn, cặp mắt đó đầy sát khí. Tây Môn Tuấn nhìn mà sợ đến mức tim muốn nhảy vọt ra ngoài. Lúc này trong căn phòng nhỏ tối tăm,